Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông. Nhìn Đại hội Đảng Trung Quốc ngẫm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà quan sát bình luận rằng, Cộng sản đồng chí gì mà giết người như ngoé, ngay nói với nhau còn chẳng tốt, đừng mong nó tốt chi với ta. Đảng cai trị bên Tàu đang đại hội để củng cố quyền cai trị. Đại hội lần thứ 20, tức là nhị thập, ý, cứ tính cả trước lẫn sau bình quân nhiệm kỳ 4 năm thì nó đã tồn tại hơn 80 năm. Còn trụ được bao lâu á? Nói theo kiểu ông cụ á, nhưng ai mà biết được nó còn sống được bao lâu nữa? Chỉ có điều, lịch sử nhân loại từ xưa đến nay, chả có đám độc tài phát xít nào mà vạn tuế muôn năm được mãi. Nói thẳng ra là tôi không có cảm tình với bọn Cộng sản Tàu, mà nói chung là cộng sản cộng sản đồng chí gì mà giết người như ngoé ngay nó với nhau còn chẳng tốt đừng mong nó tốt chi với ta cái thứ mà lâu nay các ông bà cai trị xứ này cứ tấn lên thành tinh thần quốc tế vô sản sự giúp đỡ thủy chung vô tư trong sáng rồi chịu ơn nghĩa của tàu cũng như của đám liên xô cuba thôi 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 xin hãy dẹp đi chúng à, dúi cho ta ít vũ khí, tí gạo tí mì, để rồi ta dại dột làm người lính đi đâu. Tiền đồn, hậu đồn, kêu hẳn trên tuyến đầu chống Mỹ, huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt, nhằm bảo vệ chúng nó, để chúng nó được yên. Chúng thì được ngủ ngon trong khi ta suốt ngày đêm mấy chục năm canh giữ cho chúng. Chúng chỉ mất có tí súng tí bột mì. Còn ta hả? Nghĩa trang liệt sĩ rải khắp ba miền. Món nợ xương máu ấy chưa bắt trả là may, lại cứ ơn với trả nghĩa. Nhưng ngó cái ảnh đại hội của nó ít nhiều phải khâm phục. Cùng nói cộng sản với nhau, nhưng mà nó biết tự chuyển hóa, sửa chữa đổi thay, biết từng bước đạt tới cái giá trị thực. Cái thứ bệnh hình thức hoa hòe hoa sói, phô trương kịch cỡm, tốn kém lãng phí, từng thấm vào máu, lặn vào từng tế bào cộng sản, thì nay nó đã gỡ ra được rồi. Đại hội của cái đảng chính trị đồng nhất thế giới, của cái nước đông nhất thế giới, được cả thế giới chú mục vào, nhưng mà cái trang khí khá là giản dị à nó trang trí khá là giản dị không có lấy một bông hoa chứ đừng có nói là một bó một lẳng cũng không có màu mè chẳng có khoe chữ nọ chữ kia kiểu như đoàn kết kỷ cương trách nhiệm tượng ảnh của mấy ông quá cố lỗi thời đã bị cuộc sống đào thải thì lại càng mất tiệc không chỉ đại hội 20 này đâu mà ngay cả đại hội 19 cách đây 5 năm cũng vậy đó là cái hơn của họ so với đám đàn em. Tôi nhận ra rằng tấm ảnh bộc lộ sự cách mạng ý của Cộng sản Tàu đã không được báo chí mậu dịch An Nam trưng ra. Hình như họ cố giấu một cái sự thật nhạy cảm vậy. Đưa tin về đại hội thì cứ đưa, đố dám không đưa. Nhưng mà kiếm cái ảnh trung tính khác để thiên hạ nhìn vào dễ có những liên tưởng so sánh này nọ. Ôi trời ơi, tôi còn lạ gì cái mưu mẹo của tuyên giáo xứ này. Chơi với nó gần thế kỷ chứ có ít đâu. Cái hay của nó chẳng học, chỉ rước về những cái thứ rỡm, tồi, dở hơi, ác độc. Nếu mà ai vặn vẹo hỏi tôi thứ gì, thử nói ra xem nào, thì đây, vụ cải cách ruộng đất năm xưa đến nay vẫn còn nóng. Nhiều thứ cần phải sửa, phải dẹp, hẳn cứ bắt trước nó, dẹp ngay cái bệnh màu mè hình thức hoa huét cờ đèn kèn trống không thực chất mà lại rất là tốn kém ấy đi. Dân chịu hết nổi rồi. Cứ coi thử xem, chỉ cái đại hội địa phương mà hoa huyết rực rỡ vé ra ở đủ 63 tỉnh thành, rồi hàng mấy trăm huyện, hàng vạn xã đều như thế. Thậm chí cái căn bệnh mạng tính ấy lây sang cả tôn giáo thì mới cái kiểu kinh như thế nào. Dường như hết thuốc chữa rồi. Vừa rồi là bài viết của tác giả Nguyễn Thông. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tập Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.